VinFast VFE 35 có không gian nội thất tinh giản khi lược bỏ cụm đồng hồ, đưa hầu hết các chức năng vào màn hình giải trí trung tâm. Sau màn ra mắt tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021, VinFast VFE 35 đã xuất hiện trong vi đánh giá của Frank Jacobs Auto Week. Đây là một trang đánh giá xe đến từ Hà Lan, một trong ba thị trường trọng điểm tại châu Âu mà VinFast sắp đặt chân tới. Trong phần đánh giá nội thất, Frank Jacobs ấn tượng với không gian nội thất rất thoáng đãng và thiết kế chặt chẽ. Ở vị trí lái, người điều khiển không bị chặn tầm nhìn do xe không có cụm đồng hồ riêng như số đông ô tô đang bán trên thị trường. Mọi thông tin về tốc độ, quãng đường đều tích hợp vào màn hình iPad ở chính giữa giống như một số mẫu xe của Tesla. Khu vực bảng điều khiển trung tâm không có nhiều tính năng, chỉ có 4 nút P, G, N và D thay cho cần số cùng núm xoay điều khiển giải trí. Frank Jacobs nhận xét nội thất VinFast VFE 35 cho cảm giác rất tuyệt vời, thoáng đãng cùng một vô lăng đẹp tích hợp nhiều chức năng. Frank Jacobs nói, vì chiều dài cơ sở gần 3 mét, nên không gian để chân của hàng ghế sau rất thoải mái. Nhưng không có nhiều không gian phía trên khi đầu của Frank Jacobs đã chạm tới trần xe. Nhưng cần nhớ rằng, Hà Lan là quốc gia nổi tiếng, với chiều cao trung bình của người dân thuộc top đầu thế giới. Riêng Frank Jacobs cao tới 1m87. Với không gian này, một người cao dưới 1m8 có thể ngồi hoàn toàn thoải mái. Có thể để ý thấy xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh.